chúng ta bắt đầu lớp học thì xin hỏi anh đây có các vị Phật tử nào có thể sử dụng được cái ứng dụng này tốt, tình nguyện làm cái giúp cho tôi làm host ở trong trong lớp học, bởi vì hôm trước có các vị Phật tử hỏi cái câu hỏi, nhưng mà do vì tôi không có thấy, do đó các vị Phật tử nào có thể dùng dùng ứng dụng này tốt đó, thì trong không có thấy được câu hỏi của các vị học viên á, thì các vị Phật tử thì hoan hỷ có thể đọc câu hỏi dùm. Ở đây có một vị, tại vì trong đó đôi khi có những vị Phật tử dùng cái tên lạ tôi không biết, nhưng có cô là cô Hồng Thị Kim Nhung, cô Phúc Thị Trung, cô Phúc Huệ Thị Trung, không biết là cô có nghe được không cô Trung à? À, ngoài cô Quỳnh Thị Kim Nhung, không biết là có Phật tử nào có thể giúp làm host trong phòng, tức là trong khi mà trong cái phần câu hỏi đó thì có những cái câu hỏi mà các vị Phật tử chat ở đây tôi không có kịp đọc, thì các vị hoan hỷ dùm các vị Phật tử. Bên nhóm Phật tử Asoka Tâm Hiệp Loan, anh đi có làm được không? Hai vợ chồng anh, cô Loan Liễu có làm được không? Sư con vớt về công nghệ nó chưa ạ? À, không quen làm hết cô. Dạ. Cái thể này chúng ta chưa có, tạm thời chưa có người thích hợp để tôi có người theo dõi cái phần trả lời câu phần hỏi của các bạn. Và trước đó có một vị Phật tử có vị hoan hỷ chờ tôi chút. Hôm trước có một vị Phật tử trong khi tôi giảng bài có nhắc đến một câu Phật ngôn, tức là câu Phật ngôn lúc Phật ngày dạy là ngày chỉ vì kêu hãy tu tập thiền định, bởi vì vị tỳ kheo thiền định thấy rõ sự thật. Có vị học viên hỏi cái xuất xứ của câu đó, nhưng mà khi đó tôi nhớ lộn cái xuất xứ, tôi cho cái xuất xứ là trong kinh Tương Ưng cái phẩm hơi thở, nhưng mà khi tôi đọc lại đó thì đó là kinh Tương Ưng cái phẩm về uống chứ không phải là hơi thở. Cho nên các vị Phật tử học viên nào hỏi cái câu đó đó thì tôi xin đính chính lại. Trước khi bắt đầu bài mới đó thì chúng ta ôn lại bài cũ, và để xem các vị Phật tử có nắm được bài hay không đó thì xin các vị hoan hỷ trả lời giúp cho tôi hai cái câu hỏi này, bởi vì thông qua cái câu hỏi trắc nghiệm đó thì tôi cũng đoán phần nào được các vị
hiểu bài. Và nếu mà trong khi mà giảng bài có thiếu sót cái điều kia đó, thì tôi sẽ bổ túc ở trong các cái phần phần trả lời câu hỏi sau. Thì có nhiều cái câu trả lời, và không phải chỉ các vị chỉ có trả lời một câu, mà các vị chọn bất cứ chọn có thể nhiều câu trong cái câu trả lời nha, bởi vì một phần này nó có thể nó có nhiều câu trả lời đúng. Câu hỏi đầu tiên đó là chọn câu đúng trong các câu sau. Các hành là vô thường. A. Các hành là vô thường. B. Các pháp hữu vi là vô ngã. C. Các pháp hành là vô thường, khổ, vô ngã. D. Các pháp là vô ngã. Yêu cầu của cái yêu cầu câu này thì các vị thấy bao nhiêu câu đúng thì các vị chọn hết, chứ không phải là chọn một trong những câu. Ví dụ giống như các vị cả đều thấy là cái câu A, câu B đều đúng thì các vị chọn A, B. Nếu các vị cả bốn câu đều đúng thì các vị chọn A, B, C, D. Thì chúng tôi sẽ coi cái phần chat của các vị đó, thì chúng tôi sẽ trả lời. Cô Hồng Thị Kim Nhung chọn A và D. A và D. Cô Hồng Thị Kim Nhung A, B, C, D. Nga Nắc Karani thì A, B, D. Hạnh Trần Nam gì đó thì A, B và D. Và Phan Thu Sương thì A, B. Tuấn Anh A, B. Minh Trần A, B. Phước Duyên A, B, C, D. Chọn này thế nào cũng có câu đúng. Cô Tịnh Duyên gặp Anh A, B, D. iPad A và D. Ngọc Dung A, B, D. Giác Diệu A, B, C, D dọn hết. Thí Hiền A, B, D. A, B, D, A, B, D. Cả bốn câu A, B, D, A, C. Băng Tuyết B, C, D. Loan Liễu A, B, C. Mạnh Thị Thu Tâm C và D. Diệu Huyền D. Diệu Hạnh A, B, D. D. Tôi có lẽ là tôi cũng đề nghị các vị Phật tử ở trong cái phòng nên dùng cái tên nào cho nó dễ đọc. Bởi vì trong khi học có các vị nếu có câu hỏi nào đó tôi có thể dễ gọi tên. Ở đây nhiều cái tên hơi khó đọc quá. Như Hạo Nguyên AB, Tâm Nguyên ACD, Phạm Trinh Thảo ABD, Tuệ Hạnh ABCD, Nguyệt Trần ABD, Nguyễn Hữu Phương Anh ABCD, Nguyệt Canada ABD, Từ Tâm ACD, Tâm Nguyên ACD. Có lẽ ha. Đức Minh ABD. Câu A là các hành là vô thường. Câu B, các pháp hữu vi là vô ngã. Câu C là vô thường, khổ, vô ngã. Câu D, các pháp là vô ngã.
Cái việc hoan hỷ này do vì đôi khi tôi đang dạ có những cái phôi của chùa đó, do vậy cũng dành một vài giây để trả lời. Ở đây các vị Phật tử nắm một cái nguyên tắc như thế này. Ở trong Phật giáo là bất luận cái gì hễ là vô thường á thì là khổ và vô ngã. Nên ví dụ như chúng ta nói là các hành là vô thường hay là các pháp hữu vi là vô thường, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong cái pháp hữu vi đó thì nó bao gồm cả cái khổ và cái vô ngã. Ở đây chúng ta có là câu A là các hành là vô thường, câu B là các pháp hữu vi là vô ngã. Trước hết là chúng ta có các hành và các hữu vi á, là hai cái là một. Mà cái gì vô thường á, thì cái đó là vô ngã. Và cái hành á, hay là các cái pháp hữu vi á, là do tạo tác mà do duyên mà có. Là cái gì mà do duyên mà có đó, thì duyên nó không còn thì cái nó phải diệt. Do đó các hành hay là các pháp hữu vi á, tất cả đều phải là vô thường. Mà cái gì đã vô thường á, thì phải khổ. Và cái gì vô thường khổ á, thì cái đó là vô ngã. Cho nên là câu A, câu B đều đúng. Câu A, câu B đều đúng. Và các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Các pháp như chúng ta học đó, là tất cả đều là pháp. Pháp thì bao gồm cả cái chân đế và tục đế. Rồi trong cái chân đế đó là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Thì tôi nói các vị rằng là cái gì mà nó không có thực tính, cái gì là cái giả, cái gì là cái giả định, thì những cái đó mà do vì nó không có thật cho nên nó không có nằm ở trong cái luật vô thường. Và các cái pháp nào mà không do duyên làm hay còn gọi là cái pháp vô vi thì pháp đó cũng không có nằm ở trong cái định luật vô thường. Như vậy thì khi mà chúng ta nói các pháp là vô thường, khổ và vô ngã đó, thì không phải tất cả các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. Trong đó trừ ra hai pháp, đó là pháp vô vi, tức là niết bàn. Thì niết bàn chỉ có vô ngã thôi chứ không có vô thường, khổ. Và cái pháp tục đế thì pháp tục đế chỉ cũng không có vô thường và khổ. Nhưng mà nói các pháp là vô ngã là đúng, là bởi vì dù cho vô vi hay hữu vi thì không có cái nào là được, không có cái nào là có cái bản ngã ở trong đó. Các vị niết bàn thì không phải của các vị a la hán, và các vị a la hán cũng không bao giờ nghĩ rằng niết bàn là của ta hay là thuộc về ta. Cho nên ở trong cái câu hỏi này đó thì chỉ có một cái câu C là các pháp là vô thường, khổ và vô ngã, thì câu này không đúng. Còn lại E và D thì đều đúng. Thì quý vị Phật tử nào chọn cái ba cái câu này đó là các vị chọn đúng. A B và D đúng, dạ phải. A B D. Chỉ trừ câu C đó, vị nào chọn câu C thì không đúng nha. Tại vì câu C các pháp đó, thì nó bao gồm cả luôn cả cái pháp vô vi. Là pháp vô vi tức là niết bàn thì không có khổ và không có vô thường và khổ. Còn các pháp hành hay là các pháp hữu vi nhé, là đồng nghĩa. Mà các cái pháp hữu vi đó là các pháp mà do duyên mà có. Các pháp hữu vi là cái pháp được làm ra, được tạo tác. Và những cái gì mà do duyên tạo tác đó, thì cái đó phải nằm ở trong cái luật vô thường.
nếu mà các vị Phật tử nào mà thuộc các cái bài kinh tụng ấy, thì chúng ta nhớ như thế này, như là các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh diệt là thường. Như vậy là các pháp hữu vi nó là đều là vô thường. Tôi còn nhớ một cái câu kinh Pháp Cú mà nhà thơ Tâm Cao của Thành Thơ đó, cái câu kệ ngôn mà di giáo tối hậu của Đức Phật trước giờ ngày niết bàn á, thì trong đó có câu là: hỡi này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu vận mình, hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi hữu hình ngoại tiêu, Như Lai căn dặn một điều, gắng lo tu học chớ nhiều dễ vui. Thì trong đây có nói đến là ngày dạy rằng là các cái pháp hữu vi, mà nhà thơ Tâm Cao viết thêm là các pháp hữu vi là pháp cấu sinh. Cấu sinh ở đây cấu giống như là cấu cùng nghĩa trong cái chữ cấu tạo, tức là pháp do duyên cấu tạo mà có, là hữu vi là pháp cấu sinh. Cho nên vô thường biến đổi hữu hình ngoại tiêu, vì là cái pháp hữu vi, cho nên cái thân của Đức Phật cũng là pháp hữu vi. Do vậy mà cái thân của Đức Phật cũng phải chịu già, bệnh, và cuối cùng là phải mệnh chung giống như là bao nhiêu cái pháp hữu vi khác. Do vậy khi mà các vị Phật tử ở đây khi mà nhắc đến cái pháp hữu vi thì chúng ta phải nhớ rằng là các pháp hữu vi là vô thường. Và ba đặc tính của pháp hữu vi đó thì không phải chỉ có vô thường không, là bởi vì cái gì vô thường thì trong đó tức là có khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó là vô ngã, cho nên là không có cái pháp nào vô thường mà không có khổ, mà không có pháp nào mà có vô thường, có khổ mà không có vô ngã, và không mà thuộc về ngã hết, tất cả đều vô ngã. Cho nên đã có vô thường thì có khổ cho nên gọi là vô ngã. Thì ở trong cái câu đầu tiên đó là cái câu C là cái câu không có đúng, là bởi vì các pháp đó là bao gồm nhiều pháp, bao gồm tất cả, thì trong đó trong đây thì phải trừ cái niết bàn và pháp tục đế. Có các vị Phật tử nào có thắc mắc gì không ạ? Rồi. Cái câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi thứ hai: niết bàn là A. pháp chân đế, B. pháp hữu vi, C. pháp vô vi, D. là vô ngã. Niết bàn là pháp chân đế, niết bàn là pháp hữu vi, niết bàn là pháp vô vi, niết bàn là vô ngã. Ồ, cô có mấy các vị nghe hơi nhỏ hả? Các vị Phật tử còn lại nghe có rõ không ạ? Dạ, các bạn quý vị. Tôi đọc lại câu hỏi: niết bàn là A. pháp chân đế, B. pháp hữu vi, C. pháp vô vi, D. là pháp vô ngã. Thì cũng như câu đầu ở đây, các vị có thể chọn nhiều câu trả lời, tại vì nó sẽ có nhiều câu trả lời đúng, chứ không phải chọn một trong tất cả một trong những câu này. Cô Bích Nguyên ACD, cư sĩ nào đó cũng ACD, Đức Anh ACD, Hải ACD, Minh Trần ACD, Sách Giết Tá C và D, ACD, 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 Tỉnh Duyên ACD, Tính ACD, C và D, ACD.
hạnh giác diệu ACD, tâm hạnh ACD, mình thì trụ tâm ACD, loan điệu nằm ACD, trụ tâm ACD. Như vậy là hầu hết các vị Phật tử chúng ta không có chọn B. Trần Thị Hồng Mai chọn ACD. Hầu hết các vị Phật tử chúng ta không có chọn B và chọn A, ACD, tức là chúng ta trừ cái niết bàn là cái pháp hữu vi. Thì đó chính là cái câu trả lời đúng, tức là chúng ta không có chọn B. Còn A, niết bàn là cái pháp chân đế, đúng. Niết bàn là pháp vô vi, đúng. Niết bàn là vô ngã, đúng. Chỉ không phải là niết bàn là pháp vô vi thôi. Thì rất may là câu này hầu hết các vị Phật tử đều trả lời đúng. Ít nữa là các vị cũng nắm được bài cái phần niết bàn. Và do vậy thì lặp lại đó, khi mà nói đến cái niết bàn á, thì chúng ta biết rằng là niết bàn là đứng đơn lẻ, không có tương đương, là pháp hữu vi, không phải do duyên mà có. Niết bàn không có do duyên nào mà có. Niết bàn là cái pháp vô duyên. Niết bàn không có vô thường, do vì không có duyên tạo cho nên nó không có vô thường khổ. Ở đây thật ra hôm trước có những cái đoạn kinh mà Đức Phật này có nói đến về một cái nhắc về một cái niết bàn, nhưng mà do vì tôi sợ đọc các vị Phật tử chúng ta nghe nhiều quá chúng ta rối là cái tôi không có nhắc, nhưng mà đây là một trong ít số ít cái đoạn kinh mà được đề cập đến niết bàn. Nhưng mà sẵn đây thì các vị Phật tử cũng đã nắm được bài. Alo, dạ thưa sư, có người hỏi bài ạ. Phạm Thu Sương hỏi bài ạ, thưa sư, con sám hối ạ. Dạ. Con xin bắt đầu. Dạ, con đọc. Dạ, câu hỏi của Phạm Thu Sương là: dạ sư, cho con hỏi pháp tục đế có vô thường, khổ, vô ngã không ạ? Con cảm ơn sư. Dạ, đó là câu hỏi của Phạm Thu Sương. Dạ. Dạ thưa cái như tôi thưa các vị là cái pháp tục đế là do vì cái pháp nó giả định cho nên là nó là không có nằm ở, nó không có cái bản chất thật, mà do vì nó không có, tức là nó không có sanh cho nên nó không có diệt. Chính điều đó mà nó không có vô thường, mà chính vì do vì nó không phải, nó không có vô thường, nó không bị cái áp lực của cái việc thay đổi cho nên nó không có khổ. Còn cái vô ngã đó thì tục đế cũng là vô ngã, bởi vì tục đế nó không phải là ta, không phải là của ta, nhưng mà do vì nó là cái không có thật cho nên chúng ta cũng không cần phải nói nó, do vì nó không có thật cho nên nó cũng đã không có thật thì nó không là gì hết, cho nên là nói nó vô ngã cũng được, mà nói nó nằm ngoài cái tâm tướng thì nói chính xác đó là cái tục đế là nó nằm ngoài tâm tướng, là bởi vì nó là cái nó là cái giả định, nó không có thật. Dạ rất là hoan hỷ cô Kim Nhung thay lời một vị Phật
hay là một vị học viên cô hỏi giùm. Thì nếu được cô Phúc Thị Trung, cô Nhung á, cô hoảng nghĩ là khi nào mà sư không có thấy được câu hỏi, cô giúp giùm các vị đạo hữu và vị bạn đạo giùm. Dạ, dạ con xin sám hối ngắt lời sư. Dạ, dạ, dạ có con. Một bạn Diệu Hạnh cũng có dạ. hỏi nhưng mà câu hỏi thì không được rõ ràng. Dạ không ạ, sư có nói trừ tục đế và niết bàn thì con cũng không hiểu cái câu này là đạo hữu Diệu Hạnh có muốn ý nói muốn gì. Dạ chắc là vị đó nói về cái trong cái tâm tướng đó, cái vô thường khổ đó là phải trừ cái niết bàn với cái tục đế. À, cô Diệu Hạnh trả lời là trả lời cho câu trên. Nhưng mà như thế này này, là niết bàn á không có vô thường, không có khổ, nhưng niết bàn là vô ngã. Cho nên ngày hôm qua tôi nói các vị là trong câu Phật con Đức Phật ngài dạy rằng là các hành là vô thường, các hành là khổ, nhưng mà khi nói đến cái vô ngã đó, thì Đức Phật nói các pháp là vô ngã, là bao gồm cả niết bàn. Và niết bàn á là một pháp chân đế, là một pháp có thực tính, nhưng mà cái thực tính của niết bàn á là không duyên mà có, không phải do bị tạo tác. Chính điều đó cho nên niết bàn á là không có bị vô thường và khổ. Còn riêng về tục đế thì chẳng qua bởi vì tục đế đó là không có thật, là giả định, cho nên chúng ta không có, nó nằm ngoài cái vô thường khổ vô ngã, bởi vì nó không có. Ví dụ giống như chúng ta nói rằng là chúng ta nói về một nhân vật nào đó thì chúng ta hay hỏi là chúng ta phải tìm hiểu là người đó còn sống hay là chết. Còn một người, một nhân vật huyền thoại không có thật thì chúng ta không có đặt cái vấn đề sống chết đối với họ, bởi vì họ không có thật. Họ chưa từng sống thì làm sao họ có chết? Thì do vì nó không có thật cho nên là nó do vì không có thật cho nên là cái tục đế nó là nằm ngoài cái tâm tướng này. Rồi các vị còn có câu hỏi nào về bài cũ hay không? Thì bắt đầu dạ, con thấy không có câu hỏi nào hết ạ, thưa sư. Dạ, hết dạ. Rồi. Dạ, dạ. Dạ, như vậy chúng ta tiếp tục cái bài học mới. Từ đây về sau đó thì cái thời gian đầu đó, tôi sẽ dành cho các vị hỏi lại cái bài cũ. Bởi vì thật ra chúng ta chịu khó, chúng ta phải học chậm. Do vì cái bài học đầu tiên đó, mà nếu mà mình học mà sơ sót đó, bị mất căn bản về một số khái niệm Phật Pháp đó, thì chúng ta không có đi xa hơn được. Cho nên các vị Phật tử thấy là tôi cố gắng và tôi dạy rất là chậm ở cái phần đầu. Còn phần sau khi mà các vị nắm được những cái lý quan trọng, thí dụ giống như là chúng ta quen về thế nào là chân đế, thế nào là tục đế, thế nào là hữu vi, thế nào là vô vi, vân vân, thì khi đó thì phần còn lại đa số chúng ta chỉ nhớ bằng trí nhớ. Rồi. Cho nên mấy cái phần đầu đó, mặc dù kể ra đó, thì chúng ta không có nhiều thứ, nhưng mà đây là những cái khái niệm rất là quan trọng để chúng ta học vi diệu pháp, cũng như là một trong những cái khái niệm lớn ở trong kinh điển. Chẳng hạn giống như là những cái khái niệm mà chúng ta vừa học đó, chúng ta cái chân đế, cái tục đế, cái hữu vi, cái vô vi vân vân. Do vậy mấy cái bài đầu đó, tôi không có nhiều, nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay thì nó hơi nhiều cho các vị Phật tử cố gắng nhớ. Bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta có con đóng cửa cái chỗ này rồi mẹ rồi không? Nó chỉ ngay cái... Chúng ta học về chân đế. À, thôi được. Chúng ta học về chân đế. Chân đế này thì có hai, hữu vi, vi và vô vi. Đây là cái bài học vừa rồi. Và ngày hôm nay đó, thì chúng ta học về cái pháp hữu vi, tức là chân đế đó thì là để là chân đế đó thì nó phải có thực tính. Chân đế thì có thực tính, còn hữu vi
là cái thực tính này nó có nhưng mà do duyên tạo. Còn cái vô vi á, là cũng có thực, bởi vì là chân đế, đã là chân đế thì nó giống nhau là đều phải có thực tính, gọi là chân đế, có thực tính. Có thực tính nhưng mà không do duyên tạo. Không do duyên tạo. Rồi các bạn học ngày hôm nay nói là chúng ta học quá, là trong cái pháp hữu vi này nè, gồm có ba là tâm, sở hữu và sắc pháp. Còn cái vô vi này thì chỉ có một, có một thôi, tức là niết bàn. Hữu vi này là có ba, là tâm, sở hữu, sắc pháp. Và ở trên cái biểu đồ này á, thì chiếc tá là tâm. Chê tá xí cá là sở hữu. Rô bá là sắc pháp. Ba cái phần này, ba cái phần này, một hai ba cái phần này gọi là cái một hai ba này là cái chân đế hữu vi. Mà đã là hữu vi là gì, là phải do duyên tạo. Mà do duyên tạo cho nên cái pháp hữu vi này có ba cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Thì ngày thì trước hết đó là ở trong đi diệu pháp á, định nghĩa tâm á, cái đặc tính của tâm á, nó khác sắc ở chỗ nào? Cái tâm á, là cái khả năng nhận biết đối tượng. Tâm là cái khả năng, tâm là khả năng nhận biết cảnh. Cái gì mà nhận biết cảnh được thì cái đó gọi là tâm. Nó khác với cái sắc. Sắc pháp đó là những cái thành phần vật chất vô tri, không có khả năng nhận biết cảnh. Nhưng mà tâm á, là cái thực tính pháp có khả năng nhận biết cảnh. Còn sở hữu hay gọi đầy đủ là sở hữu tâm, tức là đặc tính của tâm. Cái chữ Hán họ hay dùng cái chữ Hán đó là cái chữ sở, là cái kiến đại từ. Đại từ có nghĩa là cái mà, thứ mà, giống như chúng ta nói là sở tri, tức là cái mà chúng ta biết, sở đắc,
cái mà chúng ta được sở hữu, là cái mà chúng ta có. Thì những cái đặc tính nào mà của tâm có thì gọi là sở hữu tâm, hay là chê tác sĩ cái bây dịch là thuộc về tâm. Và sư Giác Nguyên là sư Thoại Khanh, sư muốn dịch gọn hơn nó là tâm tánh. Tâm và tâm tánh tức là đặc tánh của tâm. Sở hữu là đặc tánh của tâm, các vị ghi vô. Sở hữu là đặc tính của tâm. Các vị nhớ cái này, sở hữu là đặc tính của tâm. Và do vì chúng ta học, chúng ta cần phải phân tích ra, cho nên ở trên cái biểu đồ vi diệu pháp này á, mình thấy hai phần tâm và sở hữu. Nhưng mà trên thực tế đó thì tâm á, không thể tách rời khỏi sở, xin lỗi, sở hữu không có thể tách rời khỏi tâm, và tâm cũng không thể tồn tại mà không có sở hữu. Bởi vì sở hữu ở đây chỉ là cái đặc tính của tâm thôi. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là cái cây viết á, thì nó có cái đặc tính gì? Nó có đặc tính là nó tròn, nó có đặc tính là nó tròn, nó cứng hay nó láng vân vân. Thì cái đặc tính mà cứng láng đó, chúng ta không thể nào lấy cái đặc tính đó ra khỏi cây viết được. Bởi vì cái đặc tính của nó giống như là chúng ta nói là giống như là cái đặc tính của lửa là nóng. Mình không có thể nào mình lấy ra cái đặc tính nóng ra khỏi lửa được, bởi vì nó là đặc tính của nó. Cho nên là chúng ta phải hiểu là cái đặc tính đó cũng như cái ly nước, nó có tròn, nó trơn, nó láng, cứng, hoặc là những ly nước đá nó lạnh, hoặc là cái ly nước nóng thì nó nóng. Thì cái trơn, láng, cứng đó chúng ta không có thể lấy ra khỏi cái ly, tại vì nó là đặc tính của nó mà. Cho nên khi chúng ta phân tích đó thì chúng ta thấy rằng là kể tâm riêng và sở hữu riêng. Nhưng mà khi mà cái tâm sinh đó, là chẳng qua mình phân tích là cái tâm đó nó có nhiều cái đặc tính như vậy, cho nên mới kể ra một phần là sở hữu. Thì chúng ta phải hiểu cái tâm và cái sở hữu cả hai là một. Và nó một như thế nào? Nó một, các vị ghi bốn cái điều này. Tâm và sở hữu ấy, nó có tâm và sở hữu nên tâm và sở hữu tâm và sở hữu thì nó có bốn cái tương có cái bốn cái tương quan. Thứ nhất là nó phải là đồng sinh. Đồng sinh là chữ Pali gọi là E cấp 3 đó. Đi đi nào mà cố gắng nhớ được thì tốt, E cấp 3 đó. Hai nữa là đồng diệt. Gọi là E ca ni ro ha. Cái thứ ba là đồng biết cảnh. Dạ. Nó gọn là đồng cảnh. Đồng cảnh là e ta ram e ca ram mana hay là e cả lâm bán á cũng đúng đúng nè. Cái này tôi xuống dòng nhưng mà các vị viết liền e ca lâm bán á. Và cái thứ tư là gọi là đồng căn. Đồng căn gọi là e ca quá tụ
hoặc là đồng môn e cá đoà đó. Trong bài sở hữu đó, phải có bốn cái đồng như thế này, tức là đồng sinh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng căn. À, các vị ghi xong chưa? Chị có kịp không? Dạ kịp. Dạ tôi lại cho các vị. Tâm và sở hữu á, thì phải có bốn cái tương đồng như thế này. Thứ nhất đồng sinh, thứ hai đồng diệt, thứ ba đồng cảnh, thứ tư đồng căn. Đồng sinh ở đây tức là đồng sinh ở đây là khi nào mà tâm có mặt thì sở hữu có mặt. Bởi vì đơn giản sở hữu chính là cái đặc tính của tâm, cho nên cái một cái vật gì có mặt thì cái đặc tính của nó lập tức là đồng thời có mặt, chứ không thể nào mà cái ly có mặt rồi khi đó là cái đặc tính của nó là cứng trơn lén có mặt sau đó hoặc là trước đó không được, mà nó phải là một lượt. Và thứ hai là phải đồng diệt, là bởi vì cái đặc tính của nó như vậy cho nên là khi nó mất thì đặc tính của nó đồng thời cũng không còn. Giống như ngọn lửa thì nóng, nhưng ngọn lửa đã mất đi thì cái nóng do ngọn lửa đem theo luôn, và nó gọi là đồng diệt. Rồi cái đồng cảnh đó, tức là gọi là ekadamana hay là ekalambana, tức là tâm biết cảnh nào đó, thì sắc pháp cũng sở hữu cũng biết cảnh đó, chứ không có thể nào mà tâm biết một cảnh mà sắc pháp biết một cảnh được, bởi vì cái sở hữu chỉ là cái đặc tính của tâm. Và thứ tư là đồng căn, hay còn gọi là ekavatthu, là đồng vật, hoặc là ekadoa đó, tức là đồng môn. Ở đây chính là cái đồng môn ở đây tức là ở trong cái thân của chúng ta đó, thì sau này chúng ta học thêm thì nó có cái tạm thời, nó có cái gọi là cái có sáu cái chỗ mà để tâm nương. Cái tâm nào mà nhận biết được cái cảnh sắc đó là nó nương ở cái tâm nào ở cái cảnh sắc đó. Cái tâm nào để biết cảnh sắc á, thì cái tâm đó nương ở một cái đơn vị sắc pháp, gọi là cái dây thần kinh nhãn. Rồi cái tâm mà để có thể nghe tiếng á, thì nó nương vào cái loại sắc pháp ở cái lỗ gọi là cái thần kinh nhĩ, lỗ tai. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chỉ là cái thần kinh chỉ là đơn vị sắc pháp nhỏ ở bên trong thôi, chứ ví dụ giống như là cái vành lỗ tai này nó cũng không có làm được cái chức năng để nghe, mà chỉ là cái thần kinh nhĩ thôi. Và ngày hôm nay nhà có khoa học y học thì chúng ta tạm gọi là cái chữ thần kinh á, và chứ còn trong kinh thì dùng một cái từ, tức là một cái đơn vị mà một cái những cái đơn vị sắc pháp mà có cái vai trò làm cái chỗ cho cái tâm nhĩ thức sinh. Rồi tương tự đối với cái thần kinh tỷ, tức là ở cái lỗ mũi. Rồi thần tinh kinh đánh thiệt ở cái lưỡi, chúng ta nhận biết được cái vị nha. Rồi cái thần kinh thân á, là cái thần kinh mà chúng ta có thể cảm nhận được cái xúc giác. Thần kinh thân. Rồi còn một cái gọi là cái ý vật, tức là cái chỗ mà để cho cái tâm nương á. Ở trong vị diệu pháp chỉ nói đến cái ý vật, tức là một cái thành phần sắc pháp, một cái thành phần vật chất mà nhờ đó nó tâm có thể nương. Thì có nhiều vị gọi cái đó là cái sắc trái tim, tức là do vì trái tim mà ngừng đập thì cái tâm nó cũng không còn. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp đó, thì chỉ nói là chỉ một cái thành tố nhỏ thôi, bởi vì cái trái tim nó lớn, nó phải là trong đó nó chỉ nó, cái trường hợp trái tim nó cũng tương tự như con mắt chúng ta như vậy, chỉ có cái dây thần kinh nào đó nó giữ cái vai trò quyết định. Dạ. Thì nói đồng căn ở đây đó là hệ tâm nương ở đâu thì sở hữu nương ở đó, bởi vì đơn giản là cái sở hữu chỉ là cái đặc tính của tâm.
nên tâm ở đâu thì cái sở hữu phải ở đó, chứ không có thể nào mà tâm ở nương ở đang sinh ở con mắt mà cái sở hữu thì nằm ở tai, ở mũi, ở miệng không được, mà nó là cái tâm ở đâu á thì cái sở hữu ở đó. Tâm ở thần kinh nhãn thì sở hữu cũng ở thần kinh nhãn, thì nói cách khác tâm sở hữu chính là cái khía cạnh phân tích của cái đặc tính tâm. Rồi còn cái thứ ba đó là cái sắc pháp đó, là những cái thành phần vật chất thô hay là tế và vô tri. Và chúng ta chỉ hiểu cái sắc pháp tức là cái thành phần vật chất. Và ở đây chúng ta có là cái tâm á, ở đây chúng ta chỉ nói riêng về cái phần hiệp thế này. Xin lỗi các vị, là cái phần hữu vi là gồm có ba phần tâm sở hữu và sắc pháp. Thì trong cái phần hữu vi này, các vị ghi bài nha, là tâm và sở hữu á, do vì là vô hình trừu tượng, cho nên chúng ta chỉ có thể gọi tên thôi, mà chúng ta không có thể nào chúng ta thấy được, chúng ta tiếp xúc được, chúng ta chạm được. Cái tâm mình chạm được nó là trừu tượng, nó là vô hình, nó không có sắc. Và chính cái điều đó, cái tâm và sở hữu này còn được gọi là danh. Cái pháp hữu vi chia có ba: tâm, sở hữu và sắc pháp. Thì trong đó cái tâm và sở hữu là cái thành phần vô hình, vô sắc, không có thể thấy, không có thể tiếp chạm. Cho nên cái phần này nó chỉ có cái phần tên thôi, chứ không có, nó không có hình thể. Chính vì điều đó cho nên hai cái phần tâm và sở hữu thì còn được gọi là cái phần danh. Nó giống như chỉ có tên thôi chứ không có hình tướng. Và khi mà các vị Phật tử, khi chúng ta đọc những cái quyển sách thiền á, nó là một vị hành giả đang quán sát cái danh và sắc. Danh ở đây tiếng là tâm và sở hữu, còn cái sắc pháp của cái phần vật chất, hay nói cách khác á, danh và sắc chính là cái thân và tâm. Thân và tâm theo cái ngôn ngữ bình thường, còn ngôn ngữ vi diệu pháp á, thì tâm thì đương nhiên phải bao gồm có cái đặc tính tâm, tức là sở hữu. Như vậy thì trong cái pháp chân đế hữu vi này, thì chúng ta học gọn lại đó, thì gồm có chia làm hai là danh và sắc. Danh đó, thì trong đó gồm có tâm và sở hữu tâm. Thì tôi lặp lại nha, là các vị đừng bao giờ tách rời cái sở hữu tâm, rời ra khỏi tâm, là bởi vì sở hữu tâm là đặc tính của tâm. Hay nói chúng ta đừng không xài cái từ sở hữu, có thể nó lầm lẫn, thì chúng ta dịch là tâm và đặc tính của tâm. Hay Sĩ Giác Nguyên gọi là tâm và tâm tính. Tâm tính là cái đặc tính của tâm. Rồi tiếp theo đó là chúng ta bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái, chúng ta nhìn lại cái biểu đồ ví dụ pháp này. Chúng ta có những cái bản đồ ví dụ pháp hay là bản nghiêu chi pháp đó, được chú thích rất là rõ tên của tâm, sở hữu, vân vân. Nhưng mà ngày xưa ta học đó, thì mấy ngày lớn dạy rằng là
Xin lỗi các vị, xong thì tôi share hoài mà nó cứ mất. Các vị có thấy, đâu có thấy được hả? Dạ chưa thấy bảng vi diệu pháp các thưa sư. Dạ dạ đi cùng chị chút sang sư hướng mình luôn. Bởi vì cái máy móc mà chúng ta đang dùng bây giờ đó, nó là pháp hữu vi, cho nên là nó phải vô thường, nó phải bất thường ha. À, các vị có thấy chưa? Dạ thưa chưa, dạ các vị có thấy được không? Dạ thưa chưa. Dạ vâng. Dạ vẫn chưa hả? Sự kỳ ha. Tôi không hiểu là nó bị cái vấn đề gì mà nó không có thể nó share cái màn hình cho các vị. Và các vị Phật tử mà hoan hỷ, vị nào mà có cái bảng nêu trước mặt đó, thì các vị nhìn lên cái bảng nêu và tạm thời nó làm. Dạ rồi đó thưa sư, cái bảng nêu đã xuất hiện. À dạ cảm ơn cô. Dạ. Thì ngày xưa các ngày lớn á khuyên á là chúng ta nên học một cái bảng mà không có ghi chú nhiều như thế này để mình vận dụng mình nhớ. Và những vị Phật tử nào chúng ta học cái lần đầu tiên học vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là ở đây có phân biệt tất cả là năm màu. Chúng ta phân biệt tất cả là năm màu: màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu đen và màu vàng. Thì do vì bên cái bên chích tá là bên tâm á, bên tâm giống như là hình và bên sở hữu giống như là bóng, cho nên là bên tâm có bao nhiêu màu, thì vì là sở hữu là đặc tính của tâm, chính vì điều đó mà sở hữu cũng có đầy đủ những cái màu mà bên tâm có. Nhưng mà các vị nhìn vào trên cái biểu đồ này, chúng ta chỉ học về cái tâm với sở hữu trước nha, cái sắc pháp mình học sau. Thì chúng ta nhìn vào bên sở hữu á, chúng ta thấy những cái sở hữu nào mà có năm màu thì chúng ta biết rằng là sở hữu đó đều có thể đi được tất cả các cái tâm này. Tức là cái sở hữu nào có được cái chấm đỏ thì đi được với cái tâm đỏ, mà cái sở hữu nào có cái chấm vàng thì đi được cái tâm vàng, sở hữu nào có màu xanh thì đi được màu xanh, sở hữu nào chỉ có một màu á, thì chỉ đi được cái màu nào mà nó trùng thôi. Cái màu ở đây á, chính là ngày tịnh sự, ngày chỉ cho cái cảm thọ. Nói về tâm thì có năm cái cảm thọ, tức là cái cảm thọ hỷ tượng trưng ở trên cái biểu đồ này là màu đỏ. Cái cảm thọ ưu, tức là cái cảm thọ buồn rầu trong tâm thì tượng trưng cho màu nâu. Cái cảm thọ mà không, tức là sự buồn rầu thì cái tâm cảm thọ mà không vui không buồn gọi là tâm xả, thì là màu xanh. Đó là ba cái cảm thọ thuộc về tâm. Còn hai cái cảm thọ thuộc về thân á, hãy mà thân khổ á, thì được dùng cho màu đen. Và cái thân gọi là thọ khổ. Rồi cái thân cảm giác dễ chịu á, được biểu thị bằng màu vàng. Như vậy chúng ta có năm cái cảm thọ, ba cảm thọ thuộc về tâm và hai cảm thọ thuộc về thân.
Nhưng mà thân ở đây chúng ta phải hiểu rằng là mình đang học trong cái phần tâm. Do đó tuy rằng là nói về cái cảm thọ thuộc về cái cảm thọ của thân, nhưng mà thông qua tâm nhận biết, cho nên để thành phần tâm này chứ không phải là phần sắc nha. Thì đó là cái màu ở trong cái biểu đồ vi diệu pháp này. Còn cái phần tiếp theo á là chúng ta học về cái dạ cô tôi không hiểu máy, tôi hôm nay nó bị vấn đề gì mà tôi không còn có, bây giờ nó không còn có thể viết chữ nữa. Thì tôi đọc các vị Phật tử nào mà chúng ta viết được thì viết. Tức là cái phần tâm mà sở hữu này á, được chia la ra làm bốn địa vức. Địa vức, chữ Pali gọi là phu mí. Bây giờ này tôi lại không có thể nào tôi share cái màn hình làm sao tôi... Có lẽ... Dạ thưa sư, sư đọc chậm chậm, con ghi được, con gửi lên cái phần chat cho mọi người đọc ạ.
Tức là nãy giờ các vị không nghe hả? Dạ không nghe thưa sư. Dạ tôi cũng quên, tôi quên mở cái mic lên. Tức là bốn cái địa vức này á, thì gồm có dục giới kama vachara, hai là sắc giới rupa vachara, ba là vô sắc giới arupa vachara, và bốn là siêu thế lokuttara. Giờ các mang vị Phật tử nào đã share được cái màn hình đó. Thì tâm giữ chữ phu mí ở đây nhá, chữ phu mí ở đây được dịch sát là địa vực hay là cái lãnh vực. Bây giờ chúng ta sử dụng từ thông thường có thể gọi là cái địa hạt á, tức là cái nơi mà cái tâm nó dông ruổi, nó có thể nhận biết, tức là cái môi trường mà tâm nó nhận cảnh. Dạ, yeah. Cái địa vức ở đây chỉ phu mí này nó là cái môi trường mà cái tâm biết cảnh. Thì ở đây có bốn cái môi trường mà cái tâm có thể biết cảnh, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Sở dĩ gọi là dục giới là bởi vì chúng sinh á, xin lỗi các vị, sở dĩ gọi là cái dục giới đó là cái tâm này, là những cái tâm này á, là cái môi trường biết cảnh của nó là gọi là ngũ dục, sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cho nên gọi là dục giới. Hay tiếng Việt của chúng ta nói là cái sắc đẹp, cái tiếng hay, vị ngon, xúc lạc, sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc, đó là cái ngũ dục. Thì cái tâm mà nó biết cái môi trường đó, ở trong cái ngũ dục làm cái môi trường để nó biết, thì cái tâm đó được gọi là cái tâm dục giới. Và những cái chúng sinh á, mà ở trong cái cõi dục giới đó, là đời sống của những chúng sinh này là phần lớn á, là sống ở trong cái nhận thức của năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và toàn bộ những cái suy nghĩ chúng ta về cái hạnh phúc, về an lạc, về cái gì mà chúng sinh ở trong cái cõi dục này có thể biết được á, thì cũng thông qua năm cái giác quan này. Ví dụ giống như là chúng ta có người đó thì thích, có người thì thích danh vọng, có người thích địa vị, có người thích quyền thế, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó chỉ để nhằm thỏa mãn những cái nhu cầu về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ giống như là chúng ta có giàu như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng để làm sao mình có cái mà có mắt của mình nó được nhìn cái sắc đẹp, cái tai của mình nó thì được nghe tiếng hay, cái mũi có mùi đó thì cái mũi thì ngửi hương thơm, cái lưỡi thì tiếp xúc vị ngon, và cái thân mình đó thì xúc lạc. Thì cái những cái tâm nào mà chỉ quanh quẩn ở trong cái ngũ dục này á, thì những cái tâm đó gọi là những cái tâm dục giới. Và nói theo cái phân theo cõi đó, thì những chúng sinh ở trong cái cõi dục á, là những cái chúng sinh á, là sống mà phần lớn những cái nhận thức của họ, những cái quan điểm của họ thì nó thông qua năm cái giác quan này và chỉ quanh quẩn chừng đó. Và ở trong cái ngũ quan này, ở trong năm cái giác quan này đó, thì nó tùy theo cái môi trường, tùy theo cái đời sống mà mỗi chúng sinh nó có một cái, có cái thế giới quan khác nhau. Thí dụ giống như là đều là sống ở trong cái cõi người,
Nhưng mà người châu Á đó, thì chúng ta có cái thẩm mỹ của người châu Á, có cái văn hóa của người châu Á, có sở thích của người châu Á. Giống như một số người Phật tử ở bên ở hải ngoại, tuy rằng đi sống ở bên nước ngoài đã lâu, nhưng mà đôi khi về cái món ăn thì cũng không có quên được cái món ăn của Việt Nam. Là bởi vì chúng ta từ nhỏ đã quen cái môi trường, cái mà mình gọi là cái vị ngon đó là phải là vị ngon thức ăn của Việt Nam, tại mình đã quen như vậy, còn thức ăn của ở nơi khác thì mình không quen. Rồi ở những cái cảnh giới nào thì chúng sinh hưởng dục tùy theo cái phước, cái trình độ tâm thức, trình độ nhận thức của chúng sinh ở cái cảnh giới đó. Ví dụ giống như là cái loài bàn sinh, cái loài cầm thú thì nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà cái mà nó gọi là cái đẹp đó của loài thú đó, nó không có giống như loài người. Những cái thức ăn mà thú đó, nó ăn nó thấy ngon đó, và loài người của chúng ta cũng không thấy ngon, và đôi khi ngược lại. Ở trong một cái bộ sách nổi tiếng của người Trung Hoa gọi là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, có một cái câu chuyện ngụ ngôn, đó là ông nói rằng là dù cho là một cái cô gái có đẹp như thế nào đi nữa đó, thì nếu mà cổ đứng giữa cái bầy nai đó, thì bầy nai nó cũng sợ, chứ không phải là nó thích cổ. Là bởi vì cái đẹp của cổ là cái đẹp của thế giới loài người, còn loài nai nó là cái loài thú của loài nai, nó không có giống như cái loài người. Thì nói trong kinh điển nó tùy theo cái phước của mỗi chúng sinh khác nhau. Trong kinh diễn tả rằng là đối với hàng chư thiên á, thì họ xem cái sắc thinh khí vị xúc của cõi người, tức là sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc của cõi người đó, thì họ rất là gớm. Còn đối với chúng sinh ở cái cõi người đó thì chúng ta thấy đó là cái điều mà đáng thích. Thì nói tóm lại đó là cái tâm dục giới đó, cái môi trường biết cảnh của nó là năm cái dục này, cho nên gọi là cái tâm dục giới. Tôi không hiểu tại sao mà tôi dạy trong lớp này tôi thấy cái thời gian rất qua rất là nhanh, chưa dạy được gì nó đã hết giờ. Thì thôi, ngày hôm nay có thể là cái câu hỏi đó thì các người chúng ta bớt cái thời gian để cho các vị hỏi câu hỏi đi, học cho hết cái bài, cho học thêm cái phần sắc giới. Còn cái sắc giới đó, sở dĩ mà gọi là sắc là do vì cái đề mục tu thiền của những chúng sinh này lấy cái cảnh sắc làm đối tượng tu tập, cho nên gọi là sắc giới. Và cái điều kiện tiên quyết á, để một chúng sinh á, mà chứng được thiền định á, là chúng sinh đó phải ly dục, tức là vị đó phải bỏ những cái thú vui của năm dục lạc, vị đó phải bỏ cái thú vui của mắt nhìn cái sắc đẹp, của tai nghe tiếng hay, của mũi ngửi hương thơm, của lưỡi nếm vị ngon, và của thân cảm cái xúc lạc, là vị đó phải từ bỏ năm cái ngũ dục, cái cảnh của cái tâm dục giới, và vị đó nó một người ly dục. Và để có được cái hạnh phúc của một người ly dục đó là chúng sinh đó nó phải tu một số cái đề mục thiền định. Và do vì để được chứng được các cái tầng thiền sắc giới này thì những chúng sinh này hầu hết là lấy các cái đề mục tu tập bằng những cái hình sắc, cho nên cái phần tâm này đó được gọi là cái tâm sắc giới. Và cái phương pháp tu để chứng được các cái loại tâm sắc giới này thì đó gọi là cái thiền chỉ tịnh samatha. Mà cô nào sẽ dùng xem cái chữ samatha, thiền chỉ tịnh.
gọi là chỉ tĩnh á, hay là cái sự yên tĩnh á, là yên tĩnh ở đây là của năm cái triền cái, và một trong những cái điều kiện của năm triền cái này á, là trong đó có cái dục cái. Dục cái tức là do vì vị đó nó tạm thời cái phiền não, cái sở thích về cái ngũ dục, về sắc đẹp, tiếng hay, vị hương thơm, vị ngon xúc lạc, vị đó tạm thời nó được yên tĩnh, và vị đó đã có một cái niềm an lạc khác thế vào, đó là cái niềm an lạc bằng cái sự ly dục. Ở trong cái kinh tập đó, có kể lại một giai thoại về một người mục đồng Thanh Ý Giá, tức là trong một lần Đức Phật ngày đang ở trong một cái am tranh, rồi lúc nó trời mưa, rồi có người chăn bò, người mục đồng á, ông cũng đi chăn bò gần đó, rồi ông cũng thấy có cái tịnh thất của một vị tu sĩ, ông ghé vô ông trú mưa. Rồi lần trong cái lúc mà trú mưa, ông gặp Đức Phật thì ông mới tâm sự, ông nói rằng là trời đang mưa như thế này nhưng mà ông cảm thấy nó được ấm lòng. Chúng tôi diễn dịch theo cái ngôn ngữ của mình thôi, chứ còn cái bài kinh đó, trong cái văn kệ thì chúng ta đọc thì nó khác. Ông cảm thấy ấm lòng là bởi vì ông nghĩ đến là ông đang có một cái đàn gia súc khỏe mạnh, ông có một mái ấm gia đình, ông có vợ đẹp, ông có con thơ, và do vậy ông cảm thấy là yên tâm, cho nên là trời mưa thì cứ mưa ông vẫn thấy hạnh phúc. Còn Đức Phật này nói rằng là ngài cũng đang thấy hạnh phúc là bởi vì ngài không có đàn gia súc, ngài cũng không có mái ấm gia đình, ngài không có vợ, không có con, không có tài sản, cho nên trời ngoài có mưa như thế nào nó mưa, ngày không có bận tâm hay lo. Thì trong cái bài kinh nó diễn đạt cái hai cái hạnh phúc, là cái hạnh phúc của một người sống trong ngũ dục và một cái hạnh phúc của một người ly dục. Và tại sao là người, để chúng ta hiểu được cái hạnh phúc của ly dục á, là chúng ta phải đứng ở trên cái góc độ của người ly dục, lấy những cái thứ mà mình không có thích, chẳng hạn giống như là trong khi mà chúng ta đang dùng cơm á, thì đôi khi chúng ta thấy nước mắm làm một cái nước, dùng nước mắm làm nước chấm á, thì chúng ta thấy nó ngon. Nhưng mà khi mà lên giường ngủ rồi đó, thì nếu mà cái tay chân của ta chúng ta mà rửa không sạch, miệng chúng ta rửa không sạch mà còn mùi nước mắm á, thì khi đó mình không có nói nó thơm nữa, mà mình nói nó hôi. Giường này, cái căn này, cái gối này sao mà nó hôi nước mắm, tại vì lúc đó mình đã ly dục. Và khi mà mình ly dục mình không còn thích nó nữa đó, thì khi đó mình không có thấy nó thơm mà mình gọi nó là hôi. Và khi mà chúng ta thấy nó hôi đó, thì khi đó mà mình rửa sạch được, nó không còn mùi nữa, và được giải thoát khỏi nó, mình cảm thấy nó là hạnh phúc. Bởi vậy mà trong danh ngôn mình nó nói rằng là trong đời người của mình đó, đôi khi có những người họ được hai lần hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là họ cưới được vợ hay cưới được chồng, đó là hạnh phúc. Rồi cái hạnh phúc thứ hai đó là khi mà sống với nhau không còn hạnh phúc nữa đó, thì ly dị được nó cũng là một hạnh phúc khác. Khi mà mình cảm thấy nó nhàm chán thì ly dị được nó cũng là một hạnh phúc. Thì thật ra đó, cái mà hạnh phúc mình có được đó là do vì mình có cái lòng ước muốn và lòng thích thú, cái ái dục, thì mình mới thấy nó là đẹp, nó mới thấy nó là hay. Còn đối với các vị tu thiền đó, là do vì bằng cái sự nỗ lực tinh tấn, bằng cái sự kéo quán sát về các cái thực tính pháp, cho nên là cái phiền não của các vị đó tạm thời nó được yên tĩnh, nó được chỉ tịnh. Và khi đó vị đó có một cái cảm giác khác, đó là một cái cảm giác hạnh phúc của một người thoát khỏi cái thế giới ngũ dục. Và cái trình độ tâm lý đó được gọi là sắc giới. Rồi hai cái còn lại tôi nói vắn tắt thì hôm sau tôi nói tiếp. Rồi cái thứ ba gọi là cái vô sắc giới. Vô sắc giới đó là một cái địa vực, một cái lĩnh vực tâm lý cao hơn. Tức là sau khi mà vị đó chứng được các cái thiền sắc giới, vị đó sẽ thấy rằng là cái mà hạnh phúc mình đang có đó,
nó vẫn còn bấp bênh, bởi vì nó còn phải dựa dẫm vào cái hình sắc. Do vậy đó, vị đó tiến xa hơn là bằng cách đó là vị đó vượt qua tất cả các cái hình sắc để mà vị đó không còn phải lệ thuộc vào các cái hình sắc đó nữa. Nó giống như là một người mà sau khi mà bị thương tật ở chân thì vị đó phải dùng cái nạng để đi, nhưng mà vị đó một trong cái thời gian tập đó thì mình thấy rằng là cái cây nạng này đó, nó cũng là một cái vướng bận, mình làm sao mình tập mình đi, mình không cần phải nạng, không cần cái nạng nữa, như vậy nó mới thoải mái hơn. Thì đối với một vị mà chứng, một vị chứng thiền sắc giới đó, thì vị đó xét thấy rằng là cái thiền này đó, nó còn phải dựa dẫm vào cái sắc, mà đã là cái gì mà nó đã dựa dẫm vào sắc đó thì nó bị hạn chế. Và nó giống như là cái niềm vui của chúng ta đó, mà mình dựa dẫm vào nhiều người đó thì cái niềm vui đó nó dễ bị có đôi khi nó không được như ý mình muốn. Ví dụ giống như mình có tánh tham vui, hay có bạn bè mình mới vui, khi sống một mình đó, thì mình không vui. Nhưng mà đối với vị tu thiền vô sắc đó, thì vị đó xét thấy rằng là nếu mà cái niềm vui của mình đó, mình chỉ có thể tạo, chỉ có được khi nào có bạn bè, còn nếu mà không có bạn bè đó thì mình không vui, như vậy thì không được. Cho nên vị này ráng tu tập như thế nào đó mà để làm sao mà không cần có bạn bè, mình sống một mình đó, thì mình vẫn được an lạc. Ví dụ như vậy thì vị này tu tập làm sao đó là không cần qua hình sắc thì vị này vẫn tìm thấy được cái an lạc. Thì cái trình độ thiền chứng với các cái đề mục vô sắc giới không hình sắc đó, thì gọi là cái địa vức vô sắc. Và cái thứ tư đó, là cái siêu thế, tức là cái trình độ tâm lý mà vượt lên trên cả cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở đây chúng ta có lưu ý một điều là một người từ cái tâm lý ở cõi, một người ở cái tâm lý dục giới á, muốn chứng được sắc giới đó thì người đó phải tu tập, xin lỗi, muốn chứng được vô sắc á, thì vị này phải tu tập được cái sắc giới. Rồi từ cái sắc giới đó thì vị đó mới chứng được vô sắc, chứ không thể nào một người mà chưa chứng sắc giới mà vị đó có thể chứng được vô sắc, nó không có nhảy bậc được. Nhưng mà đối với cái siêu thế đó thì nó không theo cái thứ bậc đó. Có nghĩa là một người không với vào vô sắc giới, vị này vẫn có thể tu tập thiền quán và chứng được siêu thế, có được cái tâm hiểu được niết bàn. Còn nếu mà vị nào chứng được sắc giới thì vị đó không nhất thiết rằng là phải tiến tu đến vô sắc giới, mà vị này vào hoàn toàn bằng cái nền tảng thiền định sắc giới đó, vị này vẫn có thể tu tập cái siêu thế. Còn nếu mà vị nào mà có cái nền tảng thiền định vô sắc giới rồi thì vị đó tu tập siêu thế đó thì nó càng dễ dàng hơn, bởi vì nhờ cái nền tảng của cái định từ cái vô sắc giới. Thì tóm tắt bài học ngày hôm nay, chúng ta nói về tâm và sở hữu nó có bốn cái địa vức, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì khi mà chúng ta nói rằng là tam giới này á, là chúng ta nói dục giới, sắc giới và vô sắc giới, còn cái siêu thế bởi vì nằm ngoài cái tam giới. Và cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới này còn gọi là hiệp thế. Các vị ghi ba cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới còn gọi là hiệp thế. Như vậy trở lại là nói về cái tâm á, thì nếu mà chúng ta phân ra làm bốn cái địa vức á, thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Còn có một cách phân loại khác á, là chúng ta phân loại làm hai, tức là hiệp thế và siêu thế. Thì
thì cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới là hiệp thế và còn lại là siêu thế. Các vị ghi kịp không? Ba cái địa bắt đầu là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, gom chung lại đó gọi là hiệp thế. Vì những cái tâm này, nó cái cảnh giới mà cái tâm này biết được đó, là nó nằm ở trong cái tam giới này, cho nên gọi là hiệp thế. Còn cái tâm của một vị thánh nhân đó, là các ngài vượt thoát ra khỏi cái giới hạn, cái hạn cuộc của dục, của sắc, của vô sắc, cho nên gọi là siêu thế. Thì cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta tạm thời chúng ta nhớ là về cái nhớ về cái chân đế hữu vi đó, thì chúng ta có ba cái lĩnh vực mà chúng ta tìm hiểu, đó là cái tâm, sở hữu và sắc pháp. Tâm và sở hữu thì gom chung lại gọi là danh. Như vậy là cái chân đế hữu vi thì gồm có hai, danh và sắc. Nếu chúng ta kể thành ba, nó là tâm, sở hữu và sắc. Cái phần tâm thì chúng ta chia làm bốn theo cái địa vức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Nếu mà chúng ta chia gọn hơn thì chúng ta gồm có hai là hiệp thế và siêu thế. Đó là cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày mốt quá thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái tâm dục giới. Thì tôi cố gắng trong vài tuần nữa để các vị Phật tử chúng ta nắm được cái khái niệm cũng như là tên gọi của trọn vẹn cái bản đồ vi diệu pháp này. Và cũng mong rằng là trong cái lớp học đại cương á, làm sao có là chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta quen thuộc được nhìn khi mà nhìn vào cái bản đồ vi diệu pháp. Cái thứ hai là chúng ta nắm được những cái khái niệm quan trọng ở trong của một người học vi diệu pháp, và đó là cái chìa khóa để chúng ta dễ dàng đọc tầm bản kinh. Thì tôi xin kết thúc cái bài học bữa nay ở đây. Thưa sư, có một câu hỏi ạ. Câu hỏi của đạo hữu tên là Tuyết Ngọc ạ. Thưa sư, vậy cũng có khi không cần tu thiền chỉ mà đi thẳng thiền quán phải không sư? Dạ, là câu hỏi của đạo hữu Tuyết Ngọc ạ. Dạ phải, vậy chính xác như vậy. Còn nếu nói thêm là nếu vị nào tu cái thiền chỉ đó, thì bằng cái nền tảng đó chúng ta tu cái thiền quán nó dễ hơn, gọi vì cái tâm định của cái thiền của người có thiền nó cao hơn là người không có thiền. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp là các vị chỉ tu cái thiền quán chứ không có tu thiền chỉ. Rất cảm ơn cô Hồng Nhung là bởi vì không hiểu tại sao sư không thấy được cái câu hỏi của các vị Phật tử đâu, khi tưởng các vị không có hiền, không có hỏi nên đi ra. Thưa sư, còn một câu hỏi nữa. Một câu hỏi nữa là của cái vị cư sĩ. Sư ơi, cho con hỏi, duyên tạo là cái gì ạ? Đó là câu hỏi của đạo hữu cư sĩ ạ. Cái duyên tạo á, tức là cái điều kiện để có, gọi là cái duyên. Ví dụ giống như là ngày mai chúng ta học, ngày mốt chúng ta học về tâm tham. Thì để có được cái tâm tham á, thì nó có những cái duyên. Chẳng hạn giống như là chúng ta thấy được cái cảnh đẹp, cái cảnh mà mình ưa thích, rồi chúng ta phải có cái sự tác ý vân vân. Tức là nói tóm lại, tức là những cái điều kiện mà để cho cái tâm tham nó có, thì những cái điều kiện đó nó để cho cái gì có mặt á, thì gọi là cái duyên, do duyên mà có. Hôm trước chúng tôi ví dụ các vị là một cái ví dụ của trong bài kinh Nan Đắc Cá, đó là sở dĩ mà cái lửa nó cháy được đó là nó do duyên, là có dầu có tim, là cái điều kiện mà lửa có đó, thì cái điều kiện đó được gọi là duyên.
Ngày Narada gọi là cái điều kiện phát sinh. Narada dịch là cái điều kiện phát sinh. Dạ thưa sư, còn một câu hỏi nữa là của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang. Thưa sư, vậy các thánh nhân sơ, nhị, tam quả có tâm siêu thế không và hoàn toàn không ạ? Hay chỉ chứng A-la-hán hoàn toàn? Dạ, đó là câu hỏi của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang ạ. Để tôi xin phép đọc lại cái câu hỏi này. Dạ, con xin đọc lại. Thưa sư, vậy các thánh nhân sơ, nhị... Thưa sư, vậy... À, hay là mời đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang này. Cô Nhung Quan Hỷ là khi là có vị đạo hữu nào mà họ có thể họ trực tiếp họ hỏi đó, thì cô chọn một cái tên của vị đó, cô mở cái microphone, cái unmute của cái tên đó, vị đó có thể cầm trực tiếp hỏi. Dạ được ạ, để con tìm ạ. Dạ. Giả Quỳ Nguyên Giang thì sẽ coi Giả Quỳ. Do vì bài học ngày hôm nay tôi giảng nó dài dòng nhị, nó mới trễ giờ. Mà các vị nào mà muốn hỏi thì tôi vẫn ngồi ở đây, tôi cũng văn phòng. À, câu của anh Giả Quỳ Nguyên Giang tôi chưa có hiểu ý anh lắm, nhưng mà tạm thời đó là một người chứng được thánh nhân là bắt buộc là người đó phải có được cái tâm siêu thế. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chư thánh nhân luôn luôn là các ngài sợ cái tâm siêu thế, mà các ngài vẫn còn phải dùng những cái tâm dục giới, lẫn cái tâm có sắc giới nếu mà vị nào chứng các cái tầng thiền sắc giới, và vô sắc giới nếu mà các vị nào có chứng tầng thiền vô sắc. Thì cái câu hỏi của anh thì tôi xin trả lời rằng là để chứng được thánh nhân thì bắt buộc là vị đó phải có khởi lên cái tâm đạo và tâm quả siêu thế, chứ không thể nào mà không có. Cho nên cái điều kiện để chứng thánh nhân đó là bắt buộc đó là vị đó cũng phải trải qua cái giai đoạn trong cái dòng tâm thức của vị đó phải khởi lên cái dòng tâm thức của cái tâm siêu thế. Nhưng mà không có nghĩa là chư vị thánh nhân là chỉ sử dụng cái tâm siêu thế thôi, mà các ngài còn cũng dùng những cái tâm dục giới, dùng những cái tâm sắc giới, dùng những cái tâm vô sắc giới. Là bởi vì chư vị thánh nhân sở dĩ mà các ngài phải dùng cái tâm dục giới là bởi vì các ngài cũng cần có mắt để nhìn cái cảnh sắc, cái tai nghe tiếng, tức là các ngài vẫn dùng cái tâm để biết cái cảnh dục. Nhưng mà chỉ khác phàm phu là khi mà mắt ngài nhìn cái cảnh sắc, các ngài không có khởi lên cái phiền não thôi. Nhưng mà gọi là cái tâm dục giới, tức là cái tâm để biết các cái cảnh dục thì các ngài vẫn còn dùng. Dạ, xin các vị nào còn có câu hỏi nào không? Dạ, con đã thấy câu chat của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang là dạ con hiểu ạ, và sư hiểu đúng câu hỏi của con, sa thú sa thú. Dạ, thưa con thấy hết trên màn hình rồi ạ. Dạ. Do vì có ngày hôm trước á là có những vị hỏi mà tôi không có thấy, không hiểu sao mà các vị học viên thấy là tôi không thấy. Khi mà tôi rời phòng á, thì cũng có những vị Phật tử tôi có thấy anh Nguyên Giang đưa cái bàn tay, không biết là anh muốn phát biểu hay là do anh bấm nhầm ạ. Các vị Phật tử học ở đây, chúng ta thắc mắc bất cứ cái gì thì chúng ta cũng nên hỏi. Là bởi vì ở cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn rất là cần thiết. Tôi không muốn một Phật tử học viên nào mà chúng ta phải mất cái căn bản hết. Là bởi vì không có cái căn bản đầu thì chúng ta không có hiểu cái phần sau. Khi mà các vị Phật tử học xong các cái phần tâm sở hữu sắc pháp niết bàn cũng như là những cái pháp tập yếu khác á, phần duyên sinh duyên hệ hay lộ tâm lộ sắc riêng biệt được, và ví dụ giống như là khi mà chúng ta học xong các phần căn bản á,
thì sau này có nhận mở những cái lớp ví dụ pháp chuyên biệt như là dạy riêng cái phần duyên thì chúng ta cũng có thể học được, hay duyên sinh không chúng ta cũng học được, hay duyên hệ chúng ta cũng học được. Cho nên là đối với những vị Phật tử nào mà lần đầu mà học ví dụ pháp á, thì nếu mà các vị có một thắc mắc nào á, thì các vị cứ hỏi, hay thậm chí là sau cái giờ học ngoài giờ nha, các vị có thể gọi cho chúng tôi bằng phone hay chi đó, tại vì tôi cũng không rất là muốn chia sẻ các vị Phật tử. Và các vị Phật tử mà các vị hiểu bài đó, nó cũng là cái niềm vui của tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi tạo được cái công đức, và điều đó nó cũng không có điều đó tôi cũng nghĩ rằng là có cực khổ như thế nào nữa thì nó cũng là một cái cũng là một cái sự đền đáp xứng đáng. Do vậy các vị Phật tử nào mà chúng ta có bất cứ một cái thắc mắc nào thì các vị cứ hỏi. Và bây giờ không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta kết thúc lớp học ở đây, và kính chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta luôn luôn được an vui, nhất là an vui ở trong thiện pháp. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, sao tôi.